máy bay chiến đấu tàng hình Chengdu J-20 của Trung Cộng có cạnh tranh được với F-22 Raptor của Mỹ hay không? Trước hết chúng ta cần biết, Chengdu J-20 của Trung Cộng chỉ mới xuất hiện trong khoảng 5 năm trở lại đây, mới hơn nhiều so với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor. Nhiều người có thể suy đoán về giá trị của máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Cộng. Đương nhiên một câu hỏi quan trọng có thể nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Chỉ đơn giản là liệu nó có thể sánh ngang với F-22 hay không. Mặc dù có thể không có khối lượng lớn thông tin sẵn có về máy bay phản lực Chengdu J-20, vẫn để lại nhiều suy đoán ở một mức độ nào đó, nhưng có một vài động lực có liên quan cần nêu ra. Các bản tin của Trung Cận thường trích dẫn sự tiến bộ của Chengdu J-20 và đôi khi đã chỉ ra những nỗ lực cụ thể để phù hợp với F22 Raptor. Điều đó có nghĩa là gì nếu thực sự đối đầu hoặc là vượt qua máy bay phản lực F22? Điều này có cho thấy rằng động cơ J20 được sửa đổi hoặc là sắp xuất hiện sẽ đạt được khả năng hành trình đặc biệt giống như F22 để duy trì tốc độ trong thời gian dài mà không cần dùng đến bộ phận tăng lực đẩy. Có nghĩa là nó có thể xác định vị trí không gian và động cơ tương tự như máy bay phản lực F-22. Điều đó có thể không được biết đầy đủ, nhưng có một vài điều có thể quan sát thấy là thân máy bay của J-20 với cấu hình hai cánh bay có thể tàn hình nhưng nhìn có vẻ lớn hơn và do đó có khả năng kém động cơ hơn với thân máy bay F-22 được sắp xếp hợp lý hơn. F-22 Raptor có sải cánh dài 45 mét và ở độ cao nhất định có thể đạt được tốc độ khoảng 2.800 km một giờ. Máy bay phản lực J-20 dài hơn máy bay phản lực F-22 vài mét, nhưng được chế tạo với sải cánh tương tự, tức là dài khoảng 45 mét. Một ưu điểm chính của máy bay phản lực F-22 là không chỉ có thể đạt được tốc độ cực nhanh mà còn có thể duy trì độ bền. Ngoài ra, thân máy bay F-22 ngắn hơn, kiểu dáng đẹp hơn khả năng vận dụng tốc độ cao rất có thể mang lại lợi thế cho máy bay F-22 và được sắp xếp hợp lý hơn một chút khi so sánh với máy bay phản lực J-20 cùng với lực đẩy có thể là không phù hợp. Trung Cộng trong những năm gần đây cũng đang nỗ lực cải tiến động cơ của Chandu J-20 bằng cách thay thế AL-31F của Nga bằng WS-10C được sản xuất trong nước, theo South China Morning Post. Được chế tạo bởi Lockheed Martin và Boeing, máy bay phản lực F-22 sử dụng hai động cơ phản lực cánh quạt Pratt Whitney F119 PW100 với bộ phận tăng lực đẩy và ống đưa lực đẩy trực tiếp hai chiều, một tuyên bố của không quân cho biết. F-22 có chiều cao là 16 feet, dài 62 feet và nặng 43.340 pound. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 38.500 và liên tục có một cuộc thảo luận thú vị so sánh lực đẩy động cơ của máy bay phản lực F22 và F35 của Mỹ với động cơ J20 của Trung Cộng. Khả năng nhận diện, tấn công, động cơ và tiêu diệt máy bay đối phương ở tầm xa hơn và với độ chính xác nhắm mục tiêu cao hơn, cùng với độ trung thực thiết bị phát hiện, có lẽ sẽ là yếu tố quyết định nhất trong bất kỳ cuộc giao tranh nào quá trình cải tiến software 3.2b liên tục của máy bay phản lực f 22 đã tạo ra các bản cải tiến vũ khí hiện đang hoạt động cho vũ khí không đối không aim 120d và aim 9x các cải tiến giúp nhiều cải thiện đáng kể độ chính xác của mục tiêu hệ thống dẫn đường và phạm vi cho vũ khí có khả năng mang lại những lợi thế chiến đấu chưa từng thấy một số cải tiến đối với vũ khí có lẽ có ý nghĩa lớn nhất bao gồm kỹ nghệ tần số vô tuyến chống nhiễu được chế tạo để điều chỉnh tần số nhằm duy trì mục tiêu vũ khí và ngăn chặn nỗ lực gây nhiễu tuy nhiên một số điểm so sánh khác đáng được kiểm tra có thể được tìm thấy trong câu hỏi về quy mô đội bay nghĩa là có thể vẫn chưa rõ ràng là trung cộng sẽ vận hành bao nhiêu máy bay phản lực j20 Họ được cho là đang chế tạo khoảng 50 máy bay phản lực J-20 cách đây vài năm. Tuy nhiên, với năng lực sản xuất nổi tiếng của Trung Cộng, có thể vượt qua con số đó rất nhiều. Không quân Hoa Kỳ vận hành 186 máy bay phản lực F-22, sẵn sàng chiến đấu và tất nhiên có kế hoạch hơn 1.700 máy bay phản lực F-35. Và theo nguồn tin của CNN, không quân Hoa Kỳ sẽ đưa máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 7 2021. Một đợt thao diễn lớn bất thường của các máy bay phản lực mạnh mẽ mà các nhà phân tích cho rằng như là một thông điệp gửi tới đối thủ có thể là Trung Cộng. Lực lượng không quân Thái Bình Dương tại Hawaii cho biết khoảng 25 chiếc máy bay F-22 Raptors từ lực lượng vệ binh quốc gia không quân Hawaii và từ căn cứ Amandor, Richardson, Alaska sẽ khai triển tới các đảo Guam và Tinian cho chiến dịch Pacific Iron 2021. F-22 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, máy bay chiến đấu tân tiến nhất thế giới, kết hợp kỹ nghệ tàng hình và kết nối hệ thống thiết bị phát hiện trên máy bay với hệ thống thông tin ngoài máy bay, để cho phi công của họ có một cái nhìn chi tiết về không gian chiến đấu. Các đợt khai triển F-22 thường chỉ có từ 6 cho đến 12 máy bay. Lực lượng không quân Thái Bình Dương đang chứng minh rằng họ có thể khai triển nhiều máy bay thế hệ thứ 5 vào mặt trận trong một thời gian ngắn hơn so với toàn bộ kho của Trung Cộng. Không quân Trung Cộng có khoảng 20 đến 25 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang hoạt động, nhưng lưu ý rằng khả năng Bắc Kinh đang được cải thiện với tốc độ nhanh chóng. Không quân Mỹ có khoảng 180 chiếc F-22 trong đội bay của mình, mặc dù chỉ có khoảng một nửa là có thể thực hiện nhiệm vụ bất kỳ lúc nào vì do yêu cầu bảo trì. Theo thống kê của lực lượng không quân, do khả năng tránh né sự phát hiện của radar, F-22 được kỳ vọng sẽ là một trong những vũ khí đầu tiên được sử dụng trong bất kỳ cuộc xung đột nào có nhiệm vụ tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương trong số các nhiệm vụ khác.